Thưa quý vị, các bạn, nhân hội chợ sách toàn quốc Việt Nam tổ chức lần thứ 6 tại Hồ Chí Minh thì chúng tôi có mời tới đây một người khách đã tới Việt Nam để giới thiệu một cuốn sách mới ra đời của ông. Và qua cuộc gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những công thức để trở thành tỷ phú, những công thức để có thể thành công trong cuộc sống. Và bây giờ nhân vật chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông chính là Vikram Kromadit, một doanh nhân, một trong 40 người tỷ phú của Thái Lan. Xin mời ông Vikram sẽ xuất hiện trong chương trình chúng tôi. Xin chào. Xin chào. Xin chào tiếng Thái Lan là gì ạ? Sawadee. Và các bạn đã nhìn thấy ông Vikram mặc bộ đồ rất là đặc biệt đúng không ạ? Đây là bộ đồ của Thái Lan à? Đúng vậy. Và có hơi giống Scotland không ạ? Còn đây là áo của người Trung Quốc. Tôi có khuôn mặt giống người Việt Nam. Đúng là một người rất là châu Á đúng không? Gương mặt thì giống người Việt này, quần áo ở trên thì giống người Trung Quốc, còn dưới thì là váy của Thái Lan. Ông có thể cho khán giả xem đây đúng đích thực là váy chứ? Ồ, đúng là váy thật. Mọi người nhìn rõ chưa ạ? Đây là váy đấy ạ. Và lại còn đi giày châu Âu nữa ạ. Đây là giày Thái Lan đấy. Tất cả đều là của châu Á đúng không? Xin mời ông ngồi ạ. Như các bạn đã thấy là trong những năm vừa qua thì chương trình Người Đương Thời mời tới đây rất nhiều những người khách, và lần đầu tiên có một người khách đến từ Thái Lan. Và chúng ta hy vọng rằng cuộc gặp gỡ này sẽ mang lại chúng ta những công thức đơn giản nhất để có thể thành công trong cuộc sống. Và bây giờ thì các bạn sẽ biết một đôi điều về ông Kromadit. Chúng ta đang trò chuyện với một tỷ phú, cho nên là chúng ta sẽ có một trò chơi rất liên quan, có tên là trò chơi cờ tỷ phú. Vâng, chúng ta sẽ có một bàn cờ và một cái xúc sắc. Đến ô nào thì ông sẽ có một điều bất ngờ. Điều bất ngờ này ứng với cả cái ô mà ông đã gieo được cái xúc sắc. Và chúng ta hãy cùng xem là một tỷ phú thì đối mặt như thế nào với những điều bất ngờ phía trước. Và các bạn khán giả chương trình, các bạn cũng có thể thử khả năng của mình xem các bạn sẽ giải đáp những bài toán của Người Đương Thời như thế nào, và thử xem các bạn có những yếu tố, những tố chất có sẵn sàng để trở thành tỷ phú hay không. Các bạn có đồng ý không ạ? Vâng, hãy dành một tràng vỗ tay cho chương trình. Trò chơi của chúng ta bắt đầu. Ô số 4. Số 4. 1, 2, 3, 4. Và xin mời thử thách số 4 bắt đầu. Bạn bắt đầu khởi nghiệp bằng cách xuất khẩu đồ mây tre mỹ nghệ sang Nhật Bản. Xong lô hàng đầu tiên bị trả lại bởi vì không đủ chất lượng do ẩm mốc. Bạn bị mất tiền, bị khách hàng Nhật Bản than phiền và trách móc, giận dữ. Bạn sẽ làm gì? A. Tiếp tục tìm kiếm lô hàng khác chất lượng tốt hơn. B. Bỏ mặt hàng đó để chuyển sang mặt hàng khác. C. Bỏ kinh doanh. D. Bắt đền nhà sản xuất. Vâng, đó là câu hỏi của chúng tôi. Còn bây giờ tôi muốn hỏi các bạn khán giả đang ngồi trong trường quay là bạn nào quyết định là mình sẽ trở thành tỷ phú nào? Bạn, bây giờ bạn là đoán xem là tỷ phú thì sẽ chọn phương án nào? Bạn có quyền xin được bỏ bớt đi hai phương án. Tôi tận dụng ngay cơ hội đó. Cho tôi bỏ bớt ngay hai phương án ạ. Chúng ta sẽ bỏ bớt đi hai phương án. Và bây giờ chúng ta sẽ còn hai phương án là A và B. Vậy thôi, sẽ quyết định sự lựa chọn cuối cùng của tôi là phương án A. Vì sao ạ? Theo tôi thì khi mà bắt đầu khởi nghiệp thì cái sự thất bại nó là sẽ khó tránh khỏi. Và mình phải cần có những cách thức để mình vượt qua những cái khó khăn ban đầu đó. Tôi nghĩ là khi mà mình bị cái lô đầu tiên bị trả lại thì mình sẽ tiếp tục tìm kiếm một cái lô hàng khác có chất lượng tốt hơn để tiếp tục cái sự nghiệp kinh doanh của mình. Xin cảm ơn phương án của bạn. Chúng ta lấy một tràng vỗ tay cho bạn. Và câu trả lời lúc này là của ông là gì? Tôi chọn phương án B. Nhưng mà cô Phạm Ngọc Huyền thì lại cho rằng ông chọn phương án A. Tôi chọn phương án B là tìm kiếm mặt hàng kinh doanh khác. Bởi vì mặt hàng này không còn có lợi cho tôi nữa, nên sẽ tốt hơn nếu chúng tôi tìm kiếm mặt hàng khác. Điều này vô cùng đáng ngạc nhiên đối với tôi, vì tôi cứ tưởng là ông sẽ nói với mọi người rằng là phải tiếp tục chiến đấu, nhưng ông lại chuyển sang một ngành khác. Tôi nghĩ sẽ không dễ để có thể tiếp tục công việc kinh doanh này. Bởi vì mặt hàng này khó có thể kiểm soát được chất lượng. Thế nên nếu tôi tiếp tục thì chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn.
Vì vậy, tôi chuyển sang tìm kiếm mặt hàng khác dễ dàng hơn. Đồng ý với ông, tuy nhiên thì nếu như chúng ta cứ gặp một khó khăn một cái là chúng ta cho rằng là khó quá, chúng ta bỏ và chuyển, thế thì chúng ta có một cái rủi ro là sẽ chuyển hết từ ngành này sang ngành khác. Tiêu chí quan trọng trong việc kinh doanh đó chính là làm ít mà lợi nhuận cao. Nếu tôi tiếp tục chọn mặt hàng đó, tôi sẽ phải bỏ nhiều công sức mà lại không kiếm được lợi nhuận. Vậy thì làm thế nào để biết rằng là ngành nào chúng ta nên tiếp tục và ngành nào chúng ta nên chuyển? Tất cả những thứ tôi làm, tôi đều dựa trên kiến thức marketing. Đầu tiên, tôi đi tìm kiếm thị trường trước. Ví dụ như thị trường Mỹ chẳng hạn. Đây là một thị trường rộng lớn, 25% GDP toàn thế giới thuộc về Hoa Kỳ. Cho dù dân số của Mỹ chỉ chiếm vài phần trăm toàn thế giới. Đầu tiên thì tôi sẽ nhìn vào độ lớn của thị trường trước, sau đó thì tìm hiểu xem mặt hàng nào được ưa chuộng trong thị trường đó mà vừa có thể sản xuất ở Thái Lan. Và tôi tìm ra được đó chính là đồ biển đóng hộp, thế nên tôi sẽ tập trung vào mặt hàng này. Câu hỏi của tôi là tại sao khi ông mới bắt đầu khởi nghiệp, ông không chọn ngành thủy sản và hướng vào nước Mỹ mà ông lại chọn ngành mỹ nghệ và hướng vào nước Nhật ạ? Bởi vì khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi đi tìm hiểu xem Thái Lan có những thế mạnh gì, và đó là hàng mỹ nghệ. Nhưng đó là một bước đi không đúng. Đáng lý ra như tôi đã nói, chúng ta phải đi tìm kiếm thị trường trước đã, rồi sau đó mới về nước và xem mặt hàng nào phù hợp với thị trường đó. Đây là yếu tố tiên quyết để thành công. Nếu bạn nghĩ đến việc tìm kiếm thị trường trước nhất, rồi từ đó bạn sẽ tìm ra được thứ gì có thể kinh doanh dễ dàng và mang lại nhiều lợi nhuận. Vâng, như vậy chúng ta đã có một công thức đầu tiên thật là thú vị dành cho những người mới khởi nghiệp, là các bạn hãy đừng bắt đầu bằng việc là xem là mình có lợi thế gì và xung quanh mình hoặc là vùng của mình có cái gì hay, mà đầu tiên hãy đi tìm xem là khách hàng ở đâu là đông nhất, họ có nhu cầu gì, và từ đấy thì mới tìm lại trong thị trường chúng ta là có gì đáp ứng được họ, đúng không ạ? Tôi nghĩ rằng thị trường là điều đầu tiên cần nghĩ đến, sau đó thì xem trong nước mình có mặt hàng nào phù hợp, giá cả rẻ, chất lượng tốt và ít người cạnh tranh. Đến lúc đó thì bạn đã có một thị trường rộng lớn, một mặt hàng rẻ, chất lượng và ít cạnh tranh. Đây chính là chìa khóa để dẫn đến thành công và sự giàu có. Vâng, tôi nghĩ rằng các bạn đã ghi nhớ cái công thức này đúng không ạ? Chúng ta dành một tràng vỗ tay cho ông Đức Cường. Và bây giờ ông sẽ đi tiếp. Ô số 6. 6 ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và xin mời thử thách ở ô số 6 dành cho ông Vikram. Tên của ông trong tiếng Thái nghĩa là gì? My name. Mặt trời. Ông ngưỡng mộ ai nhất trên thế giới? Bản thân tôi. Ngoài ông ra thì ai là người ông thần tượng? Về khả năng làm việc là Tổng thống Mỹ Reagan. Về lý thuyết hay tư tưởng, Mohammed Gandhi. Về cách quản lý và tổ chức thì là Đặng Tiểu Bình. Cảm ơn ông. Ông sưu tập gì ạ? Xe đua thể thao. Thì ông có bao nhiêu xe ô tô đua thể thao ạ? Tôi có 10 chiếc xe hơi và 3 chiếc xe máy. Tính cách nào được coi là khó chịu nhất trong con người của ông? Tôi không thích tức giận vì nó hại lắm. Là một tỷ phú thì ông sợ điều gì nhất? Không thể tiêu tiền. Ồ, thế thì hôm nay chúng tôi sẽ gợi ý cho ông rất nhiều cơ hội để ông có thể tiêu tiền đấy, một cách rất có ích. Ông có định nghĩa nào hài hước về chính mình hay không? Thi thoảng tôi hay mơ, hay ngồi một chỗ và mơ tưởng đến nhiều nơi khác. Có thể gọi tôi là một người hay mơ mộng, bởi vì mơ thì không tốn kém. Mơ giúp chúng ta định hướng tương lai. Con sư tử, vì con sư tử đực sẽ không phải làm gì và chỉ ngồi một chỗ, trong khi các con cái xung quanh đi kiếm thức ăn. Nó chỉ việc mơ mộng và ăn. Thế nên tôi phải là con sư tử. Tôi có thức ăn, tôi không cần phải làm gì và thưởng thức sự mơ mộng thôi. Theo ông, để thuyết phục đối tác làm ăn người Việt Nam thì điều quan trọng nhất là gì? Nói thật và trung thực. Khi mà làm ăn với bất kỳ ai, điều tối quan trọng là phải nói thật, không được lừa dối. Điều thứ hai là phải hợp tác. Khi họ có khó khăn thì phải ở bên cạnh họ.
Thế mà tôi đoán rằng là ông sẽ trả lời là cần phải biết ăn phở để có thể làm việc với người Việt Nam. Yeah. Oh yeah, ngon lắm. Ngon lắm. Yeah, yeah, yeah. I love phở. Tôi yêu phở vì nó đơn giản. And very ngon. Và ngon. Okay. And not so expensive. Lại rẻ nữa. Câu châm ngôn Việt Nam mà ông yêu thích nhất là gì? When I drink uống nước nhớ nguồn. Ông để lại tài sản của mình cho ai? Trước khi tôi chết, tôi sẽ là người tiêu tiền. Khi tôi chết, tiền, kể cả quần áo của mình, sẽ cho quỹ Amanta để bảo vệ môi trường, để mua sách, để giúp đỡ cho những người nghệ sĩ. Vì ông có nói rằng là khó nhất là tiêu tiền, cho nên là tôi đề nghị là có một cách hay hơn cho quỹ Amanta để tiêu tiền. Đó là không chỉ dành tiền cho những hoạt động ông vừa nói, mà hãy dành tiền cho các bệnh nhân hiểm nghèo đi, được không? Không. Bởi vì tiền của tôi có hạn thôi. Tôi chỉ muốn dành tiền cho giáo dục. Khi mà người ta có học, người ta có thể kiếm được tiền. Tôi không muốn mang đến cho người khác tiền hay hàng hóa. Tôi muốn mang đến cho họ kiến thức. Thưa quý vị các bạn, chúng ta biết là Đài Truyền hình Việt Nam thì có quỹ Trái Tim Cho Em, và tôi đang đề nghị ông Vikram Kumadit tài trợ cho 10 trường hợp. Thì ông có thể giúp những bạn này chữa tim được không? Well, I think... Tôi nghĩ rằng quỹ của tôi chỉ tập trung vào 3 vấn đề, bởi vì tiền của tôi có hạn thôi. Xin mời ông đi tiếp. Ô số 2. Vâng, xin mời. Ông là môi giới cho một tổng công ty thủy sản làm ăn với Mỹ. Ông đầu tư rất nhiều công sức để thuyết phục hai bên mua và bán và cho họ gặp nhau. Sau khi thuận mua vừa bán, khách hàng ngang nhiên không trả ông phần trăm hoa hồng và tuyên bố loại công ty ông ra khỏi mạng lưới làm ăn. Ông sẽ làm gì? A. Nén giận và tha thứ.